nhưng mà cái chi nữa ông của chị chỉ cần nhắc nhở lên mấy lần được cái gì cái thay trường cái gói này là cái mạnh mấy phát coi gì đâu có mấy tí là gì mất đàn tiền hôm nay trèo tường vào đấy bác. Chú đây để Thảo ra. Chú tinh hội vẫn cứ sáng. Đây, ở kia nhà mình ra đấy luôn. Nhầm được là tốt. Trong túi cháu mấy cái băng của cô đấy. Còn không? Đúng rồi, cả. Bác Tuân đi ra đây. Cường ơi. Thế là mấy băng nhà mày băng nhỏ thôi. Một con to này với lại hai con nhỏ. Ra khoảng nước chắc. Trông giống đồng chí Phạm Ngọc nhỉ? Đấy là băng của chị nhỉ? Cần một việc làm chăm chỉ thì đã góp phần cho bao nhiêu những cái ý nghĩa cho cuộc sống rồi. Nên là giữ được cái cổng như này mà hai nữa là cái cánh cổng như mình bây giờ nó để lại được bằng cái gỗ của cái nhà xưa như này là anh thấy sướng lắm. Đấy, hôm ấy là anh luyện anh ấy làm cho anh bảo là cái này là phải làm công cộng lên. Cháu trượt hai cái câu đấy rồi xong đánh Tuân đây. Cho em trượt cái hai câu đó. Cũ này. Cái này đắp bằng ấy, đắp bằng hồ vôi thôi. Hồ vôi thôi. Thì cái cụ đắp vẫn cần. Thôi, thôi. Nhưng mà trẻ nó cứ lớn suốt ngày. Một chút này, một chút cả tay. Khổ, cứ bay về. Nó bấm mình không ý kiến thì nó thôi mà. Rồi, đúng rồi. Bấm vài lần ý kiến thì thôi. Em có đúc rồng với cậu như cô. Bây giờ mai là cứ để cái núm chuông ạ, con ạ. Cứ để núm chuông ạ. Cho mày bấm thoải mái, chả lắp cái gì cả. Nó quen mắt đi, cái núm chuông này nó quen mắt đi. Cái mai cái này này. Lắm chuyện lắm, nhiều việc. Chú ơi. Ok, đầu máy chú nhé. Cháu đặt tắt máy đây là cái tiền cảnh đi trong cây mình tưởng mơ bộ cửa. Ấn tượng cái gì? Bộ cửa. Cửa đại.
giữ được nguyên vàng. Còn hai cửa bướm này thì nó hơi bị. Em đeo một kính vào anh soi ảnh được cái gì đâu mà anh chụp, anh chạm vào anh chụp cái đấy đúng rồi. Anh ngồi chung chỗ em, cái chỗ cô lắc từ trên hoặc từ dưới lắc lên, nhấc lên nhấc máy lên mà nhấc kiểu như trượt từ trên cao xuống đấy, rồi bắt đầu từ dưới lên. Đẹp đấy. Đi làm chương trình về đó. Vâng ạ. Đây à? Thôi ngồi cần tắc dạ ngồi. Cởi áo đây ra đi. Giờ đang còn chưa vẽ. Mọi người không mặc áo thế. Hết giờ vấn lại bác cái những cái khác. Cái nào? Cái nào học à? Vấn lên ạ. Học à? Quay xuống lên lại nhìn độ màu tất cả. Đúng rồi, cử động đi tí. Hôm nay cứ tưởng là tượng. Bác ơi, mời bác vào đây. Đây là bác Công Tôn Sách. Còn kia là bác Tuân Sách. Hai bác này đều có chữ Sách. Mở mic đây là mở dưới nó lại rơi kìa đi. Thôi anh ngồi đi, anh ngồi bên này, hai bên này, hai bên này. Không, anh ngồi bên này, tạm bên này đấy, anh Tuân ngồi tạm bên này đấy. Đấy, vậy là an toàn thôi. Giờ nói bây giờ một cái giờ là khá tiền. Đúng rồi, ngồi bên này đi. Dạ, đi dạ. Ngồi đấy đi, em lấy ngồi sang bên này. Chương trình gần đây. Thì Ngọc ngồi đấy hay ngồi đấy? Em cứ ngồi tạm một tí đi chứ lại em đó. Quá đẹp ấy. Chú đi vào.
cho tình yêu câu dở từ nãy ạ. Nhiều ý bệnh nhẹ. Vâng. Không lấy biếng. Gì? Biếng. Ngồi xong ngâm lại cho mọi người cùng nghe. Anh cùng đọc với em nhé. Ta về được chưa? Ta về trong mùa hoa lau. Hoa lư mấy tầng núi xếp. Hoa lư ngôi đền cổ tích. Trăng non áo lụa mưa đèo, ta về nơi mẹ đợi ta, nón lá ngả màu sương muối, bạc tóc trước mùa nước nổi, hoàng long xanh ngước muôn đời. Vẳng nghe tiếng chuông chơi vơi, thảo thơm hương chùa nhất trụ, thung thăng lối cỏ gọi mời, động am tiên vơi đầy chuyện cũ. Ngàn năm mây trôi, cổ Việt Quốc ngời nét chữ, Tràng An Thái Bình rạng mở, hoa lư trọ lối ta về. Tháng riêng, đường qua bao bến ghé bao thuyền, thơ nghe sóng vỗ đôi bờ nước, mối bận chiều cường thức trắng đêm. Thơ dõi người đi giữa miệt đồng, lối mờ bóng nhạt liệu tầm vông. Vẳng lời thiện cổ thơ như núi. Thiên cổ. Vẳng lời thiên cổ. Vẳng lời thiên cổ. Đi qua núi Thiệu tí có cái đường rẽ xuống xanh đầu xuân đến cuối đó. Trà thiên vân không biết. Điệp điệp buồn vui xa lắng gió. Vân đông sông đông muôn dải suối xoay. Đúng rồi, có cái đường rẽ xuống. Ừ, như em ấy. Qua đấy, cứ hỏi bao nhiêu. Đôi mắt Vân nhờ con giống tắc nhé. Ở bờ đê xuống khoảng 300m thôi mà. Hỏi Tuân giống tắc nhé. Nhiều việc quá muốn làm được hai bà. Cụ tắc cụ chưa này. Alo. Nó đừng đi rồi, kệ nó. Chú cứ đi, chú hỏi thăm là người ta chỉ đường dễ. Vâng, cảm ơn. Hỏi thăm vào nhà anh Tuân là được. Chú lòng này. Anh hỏi thăm vào nhà anh Tuân nhé. Tuân giống tắc còn bỏ vậy đã tìm ra. Quả điện thoại cho em. Bắt cầm. Cũng in như cầm in cái này nó kín hơn. Ngồi lắng nghe cho em cái kênh. Tâm lê trên đất ba tầng. Lào sao ngọn gió con tầm nhà bao nhiêu bác học nhà thơ cũng đi từ tiếng ầu đến trường, bao nhiêu kiệt tác công trình cũng từ ánh mắt ân tình thầy cô. Mai sau cho đến bao giờ văn minh nhân loại cũng nhờ ấy, cũng nhờ cô lại Thảo ơi, Quế ơi, Long vào. Tùng ơi, anh cho con đúc tên ca. Vâng. Cho cô bác mấy.
cho nó có màu sắc. Dây này. Không sao, kệ. Dây nào? Tí thì chưa chắc là cắt được cái dây này thì cá không đứt, phải đứt dây là đứt. Lao sao ngọn gió con tầm nhà gật gù tí thế này. Chưa. Bao nhiêu bác học nhà thơ đã đi từ tiếng ầu ơ đến trường. Bao nhiêu kiệt tác công trình cũng từ, ánh mắt tình, ân tình thầy cô. Mai sau cho đến bao giờ? Mai sau cho đến bao giờ? Văn minh nhân loại cũng nhờ hôm nay. Văn minh nhân loại cũng nhờ hôm nay. Bụi phấn rơi trắng tóc thầy. Bụi phấn rơi trắng tóc thầy. Bụi phấn rơi trắng tóc thầy. Cùng bao xương năng đọng đầy đất phương. Đọng đầy đất phương. Cho niềm tin gặp say mê. Cho tình yêu gặp say mê. Cho lòng những trẻ yêu nghề cả nguyên. Cho lòng những trẻ của quê hương vững tin đi giữa đại dương làm vòng đời tầm dẫu ngắn vòng đời tầm dẫu ngắn hơi kén vàng người khắp người giao thừa đến tiếng lòng mình giao thừa đến tiếng lòng mình bâng khuâng gửi chúc tự tình, tự tình. Mùa xuân. Trèo lên cá trên cây để tác nghiệp với bạn. Trước nó phải tập quân leo rồi. Ôi, có cái bảng này chắc nó có thẻ bảng leo cây rồi đúng không? Có. Cá lội sông cũng có. Cho đứng đây cho một trượt ngang này cho nó xong. Thì học hết. Đây cô đưa sang đây đi. Lấy luôn mấy cảnh cảnh. Cái lòng nhiệt tình vậy. Không thầy đúng mày làm nên. À chứ bạn. Anh đang ở Cao Viễn B xong anh vừa gọi điện bảo em đang ở đây anh có vậy anh bảo. À thế này, đồng chí đi ô tô xe máy. Xe máy. Nghe tí nha, khi cảm chị đang đọc, chị đọc vài câu cho bác. Chị đọc. Đình ngày gió lặng đầu cây, nắng lung tán lá, thông dày dàn xương. Đã tàn phai khói chiến trường, còn ngao ngát mỗi làn hương nguyện cầu. Xanh bia đó thể linh đâu, 10.000 nấm mộ trắng thau lưu đầy. Bồ đề ngắt từng nơi, thạch đài xám lạnh, chim bay ngang trời. Cây tăng tóc, cây tăng tóc đã đơm trồi, người tăng tóc người đã ngậm cười bể râu. Mở lòng về phía mai sau, vít cành vượt mắt, cành vượt mắt. Cơ cầu cơ chiến tranh. Cầu chiến tranh. Thấy chưa? Xong chưa? Cứ vậy hả? Ta cứ nói chuyện để im lặng, còn các bác là thỉnh thoảng bác gật. Nhưng mà gần như tình quá. Ta cứ quên. Nó thành máy. Thế ta tình quá là chúng ta cứ quên tiệt đi, thì kệ đến lúc họ ấy thì nó đúng vậy không? Khó lắm, cái đấy nó phải... Bây giờ một mình may thì ngâm sao tiếp này. Ngâm tiếp à? Mất cái bồ đấy không tiệt tay. Lại ngâm cái này cũng được. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Giờ mày đeo kính vào không nhìn xuống nó cứ nhíu mắt thằng. Được chưa rồi. Đình ngày gió lặng đầu cây, nắng nung tan lá thông dày. Dạn xương đã tàn phai khói chiến trường, còn ngao ngát mỗi làn hương nguyện cầu. Xanh bia đó thề linh lâu,
mười nghìn nấm mộ trắng phau đầy. Bồ đề tím ngắt tầng mây, thạch đài xám lạnh, chim bay ngang trời. Cây tang tóc đã đơm chồi, người tang tóc đã ngậm cười. Bẻ dâu mở lòng về phía mai sau, vít cành vượt mắt cơ cầu chiến tranh. Tạo diễn tầm xa. Đeo anh rộng rộng ra đi. Quay hay chụp vậy? Quay coi. Quay ạ. Rồi đeo đồng để em đi. Bác bảo là cần phổ bài thơ này thành chầu văn ấy, nhưng mà chưa có thời gian để phổ. Giọng giống Thủy Đoàn Trèo Ninh Bình. Vâng. Tới được ngồi bên cái bà đấy, bà ấy ca đọc cho chưa có trèo. Chưa có này để mà phổ được cái ghi. Cái đấy là theo đạo diễn. Bờ ao nào ạ? Bờ ao kia thì đây. Nước nóng. Quay từ xa thì mình. Vậy là kém. Mình là tìm bằng được đấy thôi. Sao mà biết được bác mà lung lay hết thì tung hoành ra hết thì mình trời. Đúng là phải vậy thơ như vậy mới là đấy. Cần thơ mà con mới tinh thì không được. Ngày qua cái núi Thần Kiều, qua núi Dẽ thì phải xuống ngoài thăm trong Bắc là đến nơi. Quay ra đây mà đi. Ngồi quay ra. Đủ cốc chưa? Đủ cốc chưa? Đủ rồi ạ. Gần đủ rồi. Còn thiếu kia. Rồi. Để cơ cũng còn to kìa. Em uống nước ngọt để có Thảo lên nước ngọt. Đây, ai ăn... Cốc ở ngoài bà lá. Đây rồi, cốc đây rồi. Em đi lấy củ đá nhé. Mời bà ra đây bà ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ cho ý kiến đi. Chưa, anh để vào cái con lõm, này, lõm này này. Em thưa cốc rồi. À thế à? Bác bảo. Được bà đấy bà ơi. Quá thì mấy thưa cốc đây, cốc em đi. Mãi làm quá bây giờ, này. Quá ngọ xong mùi rồi. Cháu mời bà. Vâng. Đâu giờ mai còn con mời bà nhé. Thì đi uống. Vâng, đấy. Cắt dây hay thành cắt dây. Em muốn cái này. Không, anh có cách rồi. Ở đây, không kệ cái đó nó phải thưởng một chút chứ sao lại cứ mình cả đây xuống ở đây thế rồi phải bệnh xuống kia đấy, em không uống rồi nhá nào cô Thảo đây. Rồi bác có lời đi chúc sức khỏe đây cô Thảo đây Thảo cứ để đấy kia bác Thảo vào nâng cốc đi bác nâng cả khay đá cho nó máu đưa luôn đưa luôn đưa luôn đà sự quá đúng đúng chưa chúc mọi sự thành công cảm ơn chúc mọi sự thành công này chúc vào từng người một cái sướng cái còn cái kiểu nào cuộc lạ kỳ lạ kỳ lạ kỳ à dạ phải hy vọng chương trình phát sóng sẽ có nhiều